Xin được chào các bác, cô chú, anh chị. Lại chúng ta lại gặp nhau trong cái số video làm cây đêm các bác nhé. Đấy, hôm nay tôi mang cái gốc này ở quê từ chiều lên. Chiều nay về quê rồi các bác. Nó là một cái cốt xanh năm điền trực ngày xưa hoàn thiện, nhưng nó cao tầm khoảng độ 60 cơ. Nó khá là đẹp rồi, nhưng mà lúc ấy mình thấy nó đóng tay nó còn lỗi thì cắt dần rồi, còn lại cái bao nhiêu. Chỗ này chắc được có được 20 phân không? Đấy, còn thiện chắc 20 phân. Thì các bác nhìn, các bác thấy là nó cốt chậu ngày xưa đây, cái đất ngày xưa đây. Còn cái đất tôi trồng là nó vàng vàng cái này. Đấy, bệ bãi ngày xưa cốt chậu rất là đẹp rồi. Đây, nhìn cây nào cốt chậu các bác nhìn thì biết ngay, dù bẩn thỉu đến mấy nhìn cũng ra một cốt trực rất hay, thân điếc rất là đẹp, thân cốt rất đẹp. Chỉ có duy nhất một cái là ngày xưa nó hoàn thiện nhưng mà đóng tay sai. Đấy thì về quê là ngớ lại quên ý. Thì mới thấy nó tốt móc tay cút nó to thì móc ra thì thấy lại nhớ ra cái cây này ngày xưa nó bể bãi nó rất là đẹp. Đó. Thì bây giờ lại có một cây trực rất hay rồi các bác. Là thì một cây trực, thì cây này thì có thể là một cây trực thiên nhiên hoặc là cây trực bách la. Cây trực bách la ý tưởng là một cái trực hai tay một ngọn thôi. Đấy, đã bé mini thì mà trực thì nên làm ít bông tán thôi. Cái quả phúc sau mình vẫn tính là một cái ngọn, nhưng mà nó có thể xây dựng kín xung quanh được, nhưng vẫn là một cái, tính là một cái thôi, quả phúc thôi. Đấy, thế thì đây, phần sau thân nó cũng đẹp, bệ nó cũng như vậy, nó có mọc thêm cái tay này. Thật ra mà nói thì để cái tay này cũng được, nhưng mà nó sẽ bị che mất cái cốt đẹp này đi, nên tôi sẽ bỏ đi. Tôi chỉ làm lấy hai tay này thôi và nuôi giật cái ngọn ở đây, giật cái ngọn ở đây. Tiếc là ngày trước mình không đục cái sẹo này cho nó đẹp chút, nhưng mà không sao, sau này đục sau, đây sẽ giật ngọn lên được đây. Đấy, và buộc lòng phải thu ngắn cái này lại, nó khi cái rễ này xuống đất nó bự quá, buộc lòng tôi bỏ cái rễ đi và giữ lại cái vách này, bên này giữ lại cái vách này, quá ổn. Các bác nhìn đằng trước này. Đấy, thực tế mà làm để giật cái ngọn này lên cũng được, nhưng mà giật chuyển đây nó hay hơn. Đấy, giật, nếu mà giật ở đây lên thì lại thành một cốt trực mà va vai, nhưng mà giật ở đây thì cũng là một cái hay. Đấy, thì là cốt trực thiên nhiên đẹp. Cái này thì sẽ bỏ đi thôi. Đấy, ok các bác làm nhá. Đây các bác nhìn, vệ bãi này, vệ bãi nó ghê gớm luôn, nó bẩn đất nó thế này. Tí tôi rũ các bác xem thì tuyệt vời luôn này. Đây, đấy, chiến thôi các bác nhỉ. Thank you.
thôi. Ừ, đấy. Thank you.
Đấy các bác, như vậy là cũng tạm tạm rồi đấy các bác. Cây này sao làm cây trực gạo cũng được các bác, trực gạo rất là đẹp. À đấy, lại nên nhân tiện nói về cái dáng trực gạo thì tôi vừa mới đọc một cái bài Facebook của cái ông gì đấy, cũng có vẻ có tiền chơi rất nhiều cây, nhưng mà cũng có cây đẹp thật, cây cốt cũng rất đẹp, nhưng mà chẳng hiểu chói về trực gạo cả. Gọi một cái cây cũng có dáng trực mà khá là xù xì, và tay cành nó có từ gốc lên trên ấy, đại loại là một cây lùm lùm mà. Thì không hiểu vì ông ý nghĩ nó là cây trực thì ông cứ gọi là trực gạo hay sao, không hiểu cái cây gạo nó như nào. Đấy, thì cây gạo thì chúng ta nhìn thấy đầu làng là gì, cây gạo đầu làng thì làng nào có thì các bác nhìn thì rõ rồi, chịu khó quan sát tí. Cây gạo ấy, cái cây trực gạo là mô phỏng cái cây gạo, và cái cây gạo ấy bao giờ nó cũng thoát thân các bác nhé, nó thoát thân nhá, nó cũng thoát thân. Và khi lên phân bố tay cành, gần như tay cành nó có tính chất đối xứng, thấp cao hơn nhau một chút xíu, tính chất đối xứng và phóng ra hai bên, trước sau hai bên làm tán tròn. Nhưng mà cái điểm nhìn thấy rõ nhất là thoát thân và cái chi cành có tính chất đối xứng. Đấy các bạn nhé, tính chất đối xứng. Chứ ông có thấy cây trực, ông mới gọi trực gạo, thấy người ta gọi trực gạo, ông thấy cây trực ông gọi trực gạo, nó cũng buồn cười. Tất nhiên tiêu táo thì có được, tôi cũng không phải là chuyên sâu kiến thức gì lắm, nhưng mà nghe cái câu đấy tôi cũng thấy khó chịu. Đấy, mẹ cứ đăng lên Facebook nhìn nó kỳ cục lắm. Tất nhiên cũng chẳng mấy ai hiểu lắm đâu, cứ có thấy trực gạo gọi gọi thì nhưng mình thì có cái phản ứng như vậy. Đấy, thì quay trở lại với những anh em mà chúng chia sẻ với anh em mà mới vào cây, mới là chơi cây, làm cây ấy, thì cái định hình cây nó quan trọng lắm các bạn. Cây ta đẹp hay xấu ta tạm thời ta chưa biết, bao tiền ta chưa quan tâm đến, chưa bàn đến cái chuyện đấy ở đây. Nhưng mà cái chuyện định hình cho cái cây mình đang bắt, mà mình thấy mình định hình, mình định hướng là mình định làm gì với nó là rất quan trọng. Không còn bắt cây về mà không biết để phải làm gì thì dở người lắm, mông lung lắm, thì chết dở đấy các bạn. Nhiều người bắt cây hòm hòm rồi, thậm chí cây hoàn thiện rồi về không biết là phải làm như nào, thì nói chi đến cây phôi các bác nhỉ. Đấy, thì cố gắng ta xem, bây giờ truyền thông nó cũng nhiều, ta học hỏi, ta xem người ta làm như nào. Ừ, và một cái cây hoàn thiện người ta làm như thế thì làm sao để được như vậy, thì cố gắng dần dần nó sẽ làm được thôi các bạn, dần dần nó sẽ làm được thôi. Chúng ta cứ nghĩ nó mọi thứ nó đơn giản đi là sẽ làm được. Đấy, thì cây này có thể làm một cây trực gạo được. Các bác nhìn thấy nó có đoạn thoát thân đúng không, và thân rất thẳng. À đấy, phải nói thêm một điểm là thân nó thẳng, thoát thân và thân thẳng. Rồi, ông cứ gọi trực gạo chết cười. Rồi bây giờ tôi sẽ đi trồng cái cây này. Hết chậu luôn. Hôm nay dịch chậm, không đi mua chậu, trồng một cái tạm một cái này. Tạm một cái này. Đấy, đục cũng hòm hòm sơ sơ, sau còn chỉnh sửa nữa. Cái định hình ban đầu là rất quan trọng, ta đi theo, và nếu như sau này ta thấy cái gì hay hơn ta thay đổi. Kể ngay cả quá trình quay video cái cây này của em chẳng hạn, mà sau đấy có thể sẽ có những cái thay đổi, thì dần dần thời gian mình sẽ lựa các nhé. Nhưng mà cái định hình, định hướng ban đầu là phải có. Đấy, và hiện tại ban đầu ta cố gắng ta theo đuổi. Đấy, em nó đã lên chậu rồi các bác ơi. Đấy, hẹn là khoảng 1 năm nữa các bác sẽ chắc không nhận ra đâu. Đây này các bác nhìn này, nó nhú một cái mầm đây này, các bác nhìn thấy nó nhọn nhọn như cái kim được không? Đấy,
cái mầm khá là giá trị đấy rồi. Để lắc lên, không có thì ta chơi ba vai kiểu này cũng rất hay. Đấy. Cũng khá hay. Cái này chơi trực gạo thì hay hơn. Trực gạo đây, lắc lên. Sau chắc sẽ tôi sẽ nghiên cứu cái tay này để cho nó mềm mại nhỏ rẻ hơn chút. Tay này làm to hơn, to lên. Đấy, cho cái rễ này nó phi xuống trước thì nó sẽ nhanh to cơ. Nó sẽ nhanh to cơ. Đấy. 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 Tí nữa bôi ít keo, keo liền sẹo vào đây. Thế là ổn. Bảo vệ vết thương. Các bác có thể nhìn thấy nó bây giờ nó bình thường, nó như một cái cẳng chưa có gì ấy, nhưng mà cái dữ liệu của nó cực kỳ tốt đấy các bác. Các bác thấy những cây nào như này này, dáng rất chân bệ như này, bắt ngay. Giá rổ thì tùy, nhưng mà nếu mà hợp lý là bắt ngay. Bắt ngay các bác. Chúng ta nhìn thấy cái tương lai nó, và tương lai nó gần chứ không xa đâu. Nó không như mấy cái cục mà nhiều đầu rồi đầm lùn mà cứ quằn quại không rõ là định làm cái gì ấy. Đấy. Cứ rõ ràng này mà phang này. Rõ ràng chân bệ này mà phang này. Các bác nhá. Chúc các bác thật thành công. Đấy, cây này là ngoài dự kiến, thế mà cuối cùng về lại có đồ hay. Lại có đồ hay để chơi. Rất giá trị các bạn. Rất giá trị đấy. Hãy tin tôi đi, nó rất giá trị đấy. Bể bãi là thế này cơ mà nó già, cái này già kinh khủng nữa. Trên chậu lâu năm. Rồi, cảm ơn các bác nhé.